Xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một buổi hội luận về một vấn đề không được chú ý quá nhiều ở Việt Nam, thế nhưng lại tồn tại những cái vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều nên chú ý tới. Buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là vấn đề sự tuyên truyền của nhà nước mang những cái thông điệp thù hận và phân biệt đối xử nhắm đến các cộng đồng tôn giáo nhỏ hoặc độc lập và những cái hậu quả của nó. Thì tham dự với chúng ta ngày hôm nay có 4 vị khách mời. Vị khách mời thứ nhất tôi xin được giới thiệu là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hiện là tổng giám đốc và giám đốc điều hành của tổ chức Ủy ban Cứu Người Vượt Biển có trụ sở ở Hoa Kỳ. Vị khách mời thứ hai là ông Vũ Quốc Dụng, là giám đốc điều hành của tổ chức VETO. Đây là một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Đức và cũng rất là tích cực trong vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam. Vị khách mời thứ ba là bà H Biap Krong, là nhà hoạt động nhân quyền trong lĩnh vực tự do tôn giáo với trên 10 năm kinh nghiệm theo dõi tình hình tự do tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên ở Việt Nam. Và thứ tư là ông Trần Minh Nhật, là một nhà hoạt động người Công giáo và cũng là một người có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vâng, thì trước hết xin cảm ơn cả 4 vị khách mời đã đồng ý tham gia cuộc hội luận ngày hôm nay với Đài Á Châu Tự Do. Trước hết thì tôi muốn nhắc đến đó là cách đây khoảng 2 tuần đã có rất là nhiều các cái tổ chức cũng như là cá nhân ở Việt Nam đã đồng ký tên vào một bức thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để nêu cái vấn đề này, tức là vấn đề chính quyền Việt Nam tuyên truyền thù hận và phân biệt đối xử nhắm đến các cái nhóm tôn giáo độc lập cũng như là nhỏ ở Việt Nam, và có cái yêu cầu đó là chính quyền Hoa Kỳ can thiệp với chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là một trong những tổ chức khởi xướng lá thư này, thì ông có thể cho chúng tôi biết thêm về lý do tại sao cái bức thư này được thảo và tại sao nó lại được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, và cái mục đích của nó là gì thưa ông? Dạ thưa vâng, chúng tôi khai thác cơ hội hiếm hoi là Tổng thống Biden sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính nhân dịp có lẽ là bên lề của cái hội nghị thượng đỉnh sắp tới đây giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN vào ngày 12 và ngày 13 tháng 5. Tại sao chúng tôi lại nêu lên cái vấn đề là những cái ngôn ngữ kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo độc lập? Đấy là tự vì trong rất nhiều năm chúng tôi theo dõi thì thấy rằng nhà nước Việt Nam có một sự chuyển hướng. Trước đây thì họ áp dụng những cái biện pháp trực tiếp bạo lực nhắm vào các cộng đồng này. Nhưng mà từ khi quốc tế quan tâm ngày càng nhiều thì họ chuyển hướng ném đá giấu tay. Họ sử dụng những cái ngôn ngữ hận thù và bạo lực để mà kích động người dân. Và nhiều khi chúng tôi thấy rằng đó là những cái hành động tự phát. Mà cũng có lúc chúng tôi để ý theo dõi và thấy rằng có cán bộ nhà nước đứng ở đâu họ ngụy trang làm người dân để rồi tấn công vào các cái cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là những người lãnh đạo các cộng đồng ấy như các vị linh mục, như các mục sư, như những chức việc của bên Cao Đài chẳng hạn, mục sư Tin Lành Tây Nguyên, mục sư Tin Lành Hầm Mông, linh mục Công giáo, để rồi làm gì? Để mà họ vẫn có thể khống chế và áp bức người dân, ngăn cản họ không được quyền có những cái sinh hoạt tôn giáo độc lập, với lại nhà nước không chấp nhận cái sự tùng phục nhà nước đó, thì vẫn bị khống chế. Nhưng mà khi mà quốc tế lên án thì có thể họ sẽ đổ thừa rằng đây không phải là nhà nước mà đây là giữa người dân với nhau, hoặc là trong nội bộ tôn giáo với nhau. Như là bên Cao Đài thì bên Cao Đài nhà nước đã dựng lên một cái gọi là chi phái Cao Đài năm 1997, nó khác hẳn với lại tôn giáo Cao Đài nguyên thủy, và họ hỗ trợ cho những tín đồ Cao Đài này để tấn công vào những người theo đạo Cao Đài mà nguyên gốc, đánh đập, phỉ báng vân vân. Công an hoàn toàn không can thiệp, thì đây là một vấn đề mà chúng tôi quan tâm từ nhiều năm nay. Dạ vâng, cảm ơn ông. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói đó là nhà nước hoàn toàn có thể phủi tay nói rằng là đây là do tạm gọi là quần chúng tự phát, đúng không ạ? Đây là cái từ rất là được dùng rất là phổ biến ở Việt Nam, quần chúng tự phát, người ta có cái hành động tự phát như vậy và nhà nước không hề có liên quan. Vậy thì tôi muốn hỏi ông Vũ Quốc Dụng là một người nghiên cứu luật pháp nhân quyền quốc tế rất là kỹ, thì không biết là theo ông thì ngay kể cả trong trường hợp chính quyền Việt Nam họ nói rằng là nhà nước không hề có liên quan trực tiếp gì đến cái tình trạng này cả, thì theo ông thì như vậy nó có thỏa đáng hay không, và vấn đề ở đây nó là như thế nào thưa ông? Vâng, tôi xin bổ túc thêm cái lời mà anh Thắng vừa mới trình bày, là nó có những cái ngôn ngữ thù nghịch giữa những cái cá nhân với nhau hay là cái sự phát biểu trực tiếp. Thì cái ngôn ngữ thù ghét hay là thù nghịch đó, nó là những cái phát biểu khinh thường các cái cá nhân hay là các cái nhóm để mà cho rằng là họ là những cái người mà ít có giá trị hơn người khác. Và từ đó, họ sẽ mất cái quyền được bình đẳng. Cái loại ngôn ngữ này nó được tung ra nhằm cái mục đích là răn đe các cái nhóm nạn nhân hay là những cái người mà có liên quan, có liên hệ với lại những cái nạn nhân đó. Những cái loại ngôn ngữ này nó không có, nếu mà nó không bị phản bác mà nó còn được phổ biến đó, thì đến một lúc nào đó xã hội sẽ xem cái ngôn ngữ đó, những cái điều mà nó nêu ra đó là bình thường và chấp nhận cái sự loại bỏ cái nhóm nạn nhân. Ở Việt Nam thì ngoài những cái phát biểu trực tiếp thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái loại mà ngôn ngữ thù ghét ở trên các cái phương tiện truyền thông. Nhà nước Việt Nam là cái người mà nắm trong tay các cái phương tiện truyền thông đại chúng. Cho nên chúng tôi thấy nhà nước Việt Nam cũng tổ chức cái việc sử dụng ngôn ngữ thù ghét trong cái lĩnh vực tôn giáo. Rồi thì những cái nhóm trên mạng xã hội được sử dụng để làm vang vọng cái quan điểm này. Và trong cái thời đại mà của Google thì những cái trang mạng này nó sẽ dần dần nó chiếm hàng đầu các cái danh sách tìm kiếm và nó sẽ trở thành cái dư luận quần chúng. Những cái cơ quan thông tấn và nghiên cứu nước ngoài cũng dùng những cái nguồn tài liệu này khi mà họ thiếu các cái nguồn tin độc lập. Và dần dần thì cái kết quả là cái ngôn ngữ thù ghét này nó sẽ biến thành một cái sự đồng tình hay là một cái định kiến rất là nguy hiểm đối với lại những cái nhóm mà bị chĩa mũi dồi vào. Thành ra tôi nghĩ rằng là trong một cái quốc gia mà toàn trị như là Việt Nam thì chính quyền chứ không phải là tín đồ là cái người quyết định tôn giáo nào là tốt hay là xấu. Những tôn giáo nào mà bị cho là xấu thì bị gọi là tà đạo, là mê tín, là lừa đảo. Mặc dù cái tiêu chuẩn để mà xét đoán này đó nó không được dùng một cách nhất quán. Thí dụ như là có một tín điều ở một cái tổ chức tôn giáo thì được nhà nước công nhận đó, thì nó không bị xem là mê tín. Thí dụ như là cái khái niệm về ngày tận thế. Cái ngày tận thế ở những cái tôn giáo chúng ta thường thấy ở những tôn giáo theo Thiên Chúa. Thế nhưng mà đối với lại những cái tôn giáo mà bị xem là tà đạo đó thì cái ngày tận thế lại bị đem ra chỉ trích cho đó là một cái sự lừa dối huyễn hoặc. Thành ra ở đây đó, cái vấn đề và tôn giáo nó rất dễ bị chính trị hóa, bị chính quyền chính trị hóa, làm cho cái vấn đề nó trở nên rất là phức tạp. Nhất là đối với lại trường hợp những cái tôn giáo nhỏ của những cái dân tộc thiểu số thì họ dễ bị nghi ngờ một cách vô cớ là họ có những cái âm mưu ly khai, âm mưu tự trị, hoặc là bị các cái thế lực thù địch ở nước ngoài lợi dụng. Mà cái chuyện này thì chúng ta cũng đã thấy rằng là các cái ban chỉ đạo Tây Bắc, ban chỉ đạo Tây Nguyên, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cái thời trước đó thì họ đưa ra những cái chỉ thị như vậy. Và cái quan điểm này đó nhiều khi nó vẫn còn được giữ nguyên. Và khi mà bị chính trị hóa như vậy thì cả một hệ thống chính trị nó phải có cái bổn phận là nó tiêu diệt cái tôn giáo đó. Thí dụ như là điển hình là các cái nhóm tin lành mà từng có một cái thời gian dài bị xem đó là đạo của Mỹ chẳng hạn. Thì khi mà nhận được những chỉ thị này thì các cái cấp công an, an ninh họ đã làm thống kê là có bao nhiêu đảng viên, có bao nhiêu nhân viên công an, có bao nhiêu cán bộ trong các cái ban ngành hay là các đoàn thể đi theo cái tôn giáo này. Rồi thì họ kết luận như vậy là rõ ràng đây là một cái nhóm nó cạnh tranh quyền lực hay là nó đe dọa đến cái quyền lực của Đảng Cộng sản. Và sau này đó, nếu mà cái tôn giáo này mà được công nhận thì những cái lý luận này nó biến mất. Thành ra tôi thì tôi thấy rằng là cái ngôn ngữ thù nghịch nó xuất hiện mà nó nguy hiểm là ở trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, rồi sau đó, thì nó vang vọng để nó biến thành một cái luồng dư luận xấu về những cái nhóm mà đang bị chệ môi rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta có bà H Biap Krong là người đã được sinh ra lớn lên ở khu vực Tây Nguyên, và bản thân bà cũng là một tín đồ theo đạo Tin Lành, và trong nhiều năm qua thì cũng đã trực tiếp làm việc cũng như là theo dõi cái tình hình tự do tôn giáo ở khu vực này. Thì không biết là thưa bà H Biap, là cái trải nghiệm của bà trong cái việc mà chính quyền sử dụng cái ngôn ngữ thù ghét cũng như là phân biệt đối xử, thì trước hết là ở khu vực Tây Nguyên là nó có hay không? Và nếu có thì nó xảy ra theo dưới cái hình thức nào thưa bà? Vâng, xin cảm ơn ạ. Tôi xin trả lời cái câu hỏi này dựa vào cái kinh nghiệm của bản thân. Như anh có nói ngay từ đầu thì tôi cũng là một trong những tín đồ thuộc tôn giáo Tin Lành. Tuy nhiên thì tôi là một tín đồ thuộc hội thánh, bằng tiếng Anh người ta gọi là CMA, thì bằng tiếng Việt là Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Tuy nhiên thì cái hội thánh này có đăng ký với chính quyền và được chính quyền công nhận để hoạt động. Tuy nhiên thì có những cái hoạt động ở trong tôn giáo này thì thường bị đàn áp, hoặc là có những cái hoạt động mà những cái người lãnh đạo hội thánh thường xin phép với chính quyền thì bị từ chối. Thì nếu mà bị từ chối mà vẫn hoạt động thì những cái người lãnh đạo hội thánh sẽ bị sách nhiễu. Không có nghĩa là những cái hội thánh mà được đăng ký thì không có bị đàn áp. Tuy nhiên thì mình nói về việc đó là ngôn ngữ hận thù thì hiện tại bây giờ đó, theo tôi nhìn thấy thì cứ là người đạo Tin Lành mà người thường thì sẽ bị đàn áp thôi, chứ không có phải là tách biệt là hội thánh này không bị đàn áp mà hội thánh kia không bị đàn áp. Nhưng mà cái hình thức đàn áp của họ hay là những cái hình thức mà tuyên truyền nói xấu về tôn giáo nó có những cái hình thức khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là hiện tại bây giờ thì vì cái sự phát triển của các mạng xã hội chẳng hạn, đặc biệt là Facebook được mở rộng ngay cả trên địa bàn Tây Nguyên, thì chính quyền Việt Nam có rất là nhiều các cái trang Facebook đại khái rất là nhiều mà mọi người có thể tìm kiếm ở trên mạng. Trong đó thì có cả Cửa Đạo Đắk Lắk nữa, thì họ thường đăng tải và viết những cái bài viết họ không có kiểm duyệt những cái thông tin đó, hoặc là những cái thông tin mà họ cho rằng là cái nhánh tôn giáo này là cái nhánh tôn giáo mà đội lốt tôn giáo để hình thành nhà nước đề ga độc lập chẳng hạn như vậy. Thì cái sự ảnh hưởng của những cái trang web này thì nó nhắm mục tiêu đó là nó tấn công trực tiếp vào những cái tôn giáo mà không được chính quyền công nhận, hoặc là những cái người thuộc các hội thánh được chính quyền công nhận, nhưng mà họ thay vì là những cái người lãnh đạo trong hội thánh nhưng mà họ là những cái nhà hoạt động đấu tranh về tôn giáo chẳng hạn, thì những cái trang web này hoặc là những cái trang Facebook này tấn công các cái hội thánh và là những cái người đấu tranh về mặt tôn giáo. Họ bị bôi nhọ về phẩm giá cũng như là cuộc sống của họ, hay là cả về tôn giáo và cái cộng đồng đó của họ nữa. Và cũng có một số tín đồ thường là ví dụ như là ngay cái việc mà trong xã hội từ những cái lời nói hoặc là những cái lời viết của bên chính quyền hoặc là những cái người mà quản lý các cái trang web đó hay là cái trang Facebook đấy, nó thường dẫn đến cái việc cái xã hội của cái người có đạo hoặc là xã hội của cái người theo một cái tôn giáo đó sẽ bị những cái ánh nhìn kỳ thị của những cái người xung quanh. Chẳng hạn như là khi mà tôi lấy một cái ví dụ rất là thực tế là trước đây khi mà tôi còn ở Việt Nam, khi mà mình đi ra ngoài xã hội và người ta biết mình là một cái người ED và mình có tôn giáo Tin Lành, thì đương nhiên là cái khuôn mặt của họ, cái sự mình có thể nhìn thấy được cái thái độ của họ nó biểu hiện rất là rõ ràng trên khuôn mặt ha. Thì đó là những cái tác động của những cái bài viết gây hận thù như thế này. Tôi có một câu hỏi nối tiếp cái dòng thảo luận mà chúng ta vừa mới thực hiện, đó là thưa bà H Biap, Thì với những cái người là những cái tín đồ tôn giáo ở cái khu vực Tây Nguyên đó, khi phải đối diện với những cái sự tấn công cũng như là cái khi mà thấy cái thái độ của những cái người mà người ta bị ảnh hưởng bởi những cái lối tuyên truyền như vậy đó, thì không biết là bà có biết là những cái người mà bản địa theo những cái tôn giáo mà bị nhắm đến như vậy thì không biết là cái cuộc sống của họ ra làm sao và không biết là họ cảm thấy như thế nào thưa bà? Để trả lời cho cái câu hỏi đó thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ mà tôi vừa mới làm một cái bài báo cáo xong cách đây một tuần ha. Thì tôi xin nói về một người thầy truyền đạo của Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm nó khác với Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm Liên Hiệp. Thì ông ấy tên là Ypung Bunya. Cái trước đây ông ấy đã từng thi hành án tù 9 năm, sau đó thì được thả về khoảng tầm 4 hay 5 năm sau đó thì ông ấy bị bắt lại. Và vào năm 2018 là cái lý do bị bắt không có được viết rõ ràng ở trong cái cáo trạng đó. Nhưng mà tuy nhiên thì ổng đã đi theo học ở Sài Gòn rất là nhiều. Khoảng 2 năm ổng theo học ở Sài Gòn, trường thần học. Thì khi mà ổng về để mà ổng có nghĩa là phát triển, tại vì ổng đã có một cái hội thánh sẵn ở trong cái làng của ổng rồi. Trong lúc mà ổng bị bắt và điều tra cái đợt thứ hai này, ổng không được về tại ngoại và ổng bị giam luôn. Thì sau cái sự kiện ông bị bắt và ông bị giam thì vợ và con của ông ở nhà cũng bị sách nhiễu rất là nhiều. Và bà ấy bị theo dõi khi mà đi làm trên rẫy. Thì đó là cái sự ảnh hưởng của nó. Ví dụ như là nó làm cho cái kinh tế của cái người bị ảnh hưởng bởi cái vụ đàn áp này. Đó là chính quyền sẽ gọi những người thực thi pháp luật đó tới tận nương rẫy để mà theo dõi xem thử là họ có hoạt động đúng hay không. Và cái cuộc sống của cái người vợ ở nhà bị điều tra rất là nhiều, bị mời lên huyện, xã và có khi cả tỉnh nữa. Và trong những cái đợt mời gọi như vậy thì bà ấy cũng bị tra tấn rất là nhiều. Cho nên đồng thời nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà ấy, là bà ấy không thể nào mà gây dựng cái cuộc sống được. Và con cái của bà ấy cũng bị ảnh hưởng, là vì khi mà họ đã nhắm mục tiêu vào cái gia đình này rồi thì con cái đều bị sách nhiễu. Và vì bà ấy cũng chịu không nổi, với lại bà ấy sau khi mà bị nhiều như thế, cái kinh tế của nhà bà bị nói chung là bà ấy thuộc dạng gọi là không có cái gì để ăn luôn, tại vì bà ấy không có thời gian để bà đi làm để mà kiếm sống và bà ấy phải chạy trốn. Bà ấy phải chạy trốn sang Thái Lan. Thì cái sự ảnh hưởng của nó rất là lớn, nó không chỉ làm cho cái con người của nạn nhân bị chấn thương về tâm lý, mà nó còn làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống kinh tế của họ nữa, và họ sẽ không có cái cách lựa chọn nào khác. Đó là một trong những cái sự ảnh hưởng rất là nặng đối với những cái việc mà đàn áp tôn giáo ở người Tây Nguyên. Thì đấy chỉ là những cái gia đình hoặc là nạn nhân mà mình có thể identify thôi, là mình có thể nhận diện được. Còn những cái gia đình khác, ví dụ như là mình không có cái khả năng để mình nhận diện, thì nó xảy ra cũng rất là nhiều trong cái cộng đồng Tây Nguyên. Thì tôi nghĩ là những cái trường hợp như vậy mình cần được phải chấm dứt bằng cái cách đó là mình sẽ phải làm thế nào để những cái việc mà tuyên truyền nói xấu về tôn giáo hoặc là tấn công những cái cá nhân thuộc về một tôn giáo nào đó cần phải được chấm dứt. Cho nên đấy là cái việc mà tại sao rất là nhiều tín đồ hoặc là những cái điểm nhóm hay cũng như là những cái người đại diện về tôn giáo trong cái cộng đồng Tây Nguyên đồng ký tên vào cái thư mà BPSOS sẽ gọi cho Tổng thống Joe Biden, để cho những cái trường hợp như thế không có xảy ra trong cái cộng đồng đó nữa. Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ vâng, mời ông. Là riêng ở tại Tây Nguyên chúng tôi để ý thấy có một cái hiện tượng là đấu tố, tức là những người theo đạo Tin Lành, những chức sắc chẳng hạn, những vị mục sư là bị đưa ra trước làng để mà đấu tố một cách công khai, và cái điều này nó ảnh hưởng rất nặng nề. Chẳng hạn như mới đây tôi chắc chắn là cô H Biap Krong cũng biết cái trường hợp đó, là ngay một học sinh trung học khi vào trường đó thì thầy giáo, hiệu trưởng cũng nói xấu về gia đình mình rằng đây là gia đình phản động, đây là gia đình đi theo tà giáo, vân vân. Thành ra nó ảnh hưởng đến tâm lý của những trẻ em mà đi học. Dạ, cảm ơn sự bổ sung hết sức là đáng lưu ý và rất là đáng quan ngại của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Vậy thì vừa rồi chúng ta chủ yếu đề cập đến những cái hình thức tuyên truyền thù hận mà nhắm vào các cái cộng đồng tôn giáo là những cái người thuộc các cái sắc dân thiểu số. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì cũng có những cái tôn giáo mà có cái số lượng tín đồ rất là lớn, ví dụ như là Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin Lành cũng vậy. Vậy thì là một tín đồ Công giáo và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền theo dõi cái vấn đề tự do tôn giáo cũng lâu rồi. Thế thì ông Nhật có thể cho chúng tôi biết cái chia sẻ của ông đó là vậy thì đối với tín đồ Công giáo đó và đạo Công giáo đó thì cái hiện tượng mà tuyên truyền thù ghét hoặc là tuyên truyền phân biệt đối xử nó có xảy ra hay không? Và nếu có thì nó diễn ra theo hình thức nào thưa ông? Vâng, xin cảm ơn anh bởi vì một câu hỏi rất hay. Thế thì những cái nhóm tôn giáo lớn có bị tấn công hay không? Tôi đi từ cái điều kiện của mình là từ Tây Nguyên mà ra. Tôi sống với những người thiểu số và chính bản thân tôi là người bị cái việc đấu tố ở đó. Sau đó tôi chạy ra ở miền Trung. Ra ở miền Trung trong Formosa tôi thấy một cái hiện tượng như hồi nãy chị có đề cập đến tên đó là hội cờ đỏ. Bản thân tôi ra tại đó, khu vực Giáo Phận Vinh miền Trung là một trong những cộng đồng tôn giáo và là cộng đồng Công giáo mạnh lâu đời. Thế nhưng chính các cái vị lãnh đạo tinh thần của họ vẫn bị tấn công. Cụ thể tôi nêu điển hình hai cái trường hợp đó là linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Cộng với đó là kể cả là một cái giáo xứ lớn, giống như những giáo xứ như là Kẻ Gai, khi mà có những cái gì đó họ mà có thể nói rằng là nó khác đi với cái quan điểm chung hay là cái quan điểm chỉ đạo của bên ban tôn giáo thì đều có thể trở thành nạn nhân, và thực sự họ đã trở thành nạn nhân. Những cái cộng đồng tôn giáo lớn người ta nghĩ rằng là thoát khỏi được cái vòng kiểm soát, cái vòng kim cô đó, nhưng mà theo tôi thấy đó thì ở một mức tinh vi hơn đó, là họ chia nhỏ ra, họ phân loại ra những cái cá nhân, những cái chức sắc hay là chỉ là những cái tín đồ nào mà năng đổ này, có tiếng nói này, hay là với họ là gọi là cứng đầu đó, thì họ liệt vào trong những danh sách và họ tìm cách để mà chia ra để trị. Họ có những cái hình thức khác nhau để mà loại trừ những cái đối tượng ra khỏi cái vùng ảnh hưởng. Bản thân tôi có thể coi là vừa là một nhà báo hoạt động ngay trong những cái thời điểm đó, đồng thời cũng là nạn nhân. Thì tôi thấy đó, họ rải quyền đơn, họ xông vào tận nhà xứ, họ làm những điều đó đôi lúc là công khai và nhiều khi là lén lút. Nó làm cho những nạn nhân đó rơi vào một cái tình trạng đó là không biết được điều gì sẽ xảy ra. Trong một nhà nước mà cái chính sách tôn giáo nó mang tính gọi là tôn giáo thường bị kỳ thị đó, thì lớn không có nghĩa là mạnh, và càng lớn nhiều khi đó họ lại càng tìm cái cách để mà khống chế, tìm cái cách để mà cô lập, bẻ gãy, và nó nhắm vào luôn kể cả là những vị chức sắc cao nhất. Tôi lấy một cái minh họa gần đây đó là ở Hòa Bình với Đức Tổng Giám mục Giuse, khi đến dâng lễ mà công an của họ dám vào tận cung thánh để ngăn cản. Điều đó nó xảy ra vào trong thời điểm mà sứ thần tòa thánh của Vatican đang hiện diện tại Việt Nam. Nó gửi thông điệp gì? Nó gửi cho thông điệp rằng bất kể tôn giáo nào, nếu như mà trái ý đi đó, vẫn có thể bị đàn áp. Và cái thông điệp thù địch đó nó đi đến có thể hậu quả là cả tính mạng. Tôi lấy cái điển hình một cái linh mục dòng Đa Minh mới đây bị qua đời, cha Thanh. Ngài trước đó đã có những cái việc là những cái đồn đoán hay là có những cái thông tin định hướng. Tôi không quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền. Mình nói một cách công tâm rằng là mình hiện tại chưa xác định được cái thủ phạm. Tuy nhiên tôi theo dõi và tôi nhìn thấy rằng là những cái nhóm ở trên mạng, đặc biệt là ở đây là Facebook đó, khi mà chúng tôi đề cập đến những vấn đề đó thì họ cố gắng bẻ lái cái hướng sang cái hướng khác, và cái số đó đông đủ lớn mà chính các cái tổ chức quốc tế đã từng lên tiếng đó là trường hợp các cái gọi là cái đội ngũ dư luận viên hay là cái lực lượng AK47 họ đông và gồm luôn cả những cái quần chúng tự phát trên mạng đó, thì cái số đó nó có thể uốn nắn dư luận theo cách thức họ muốn. Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta không thể kiểm soát, không có những chế tài, không có những cách thức phù hợp, thì từ những cái phát ngôn, từ những cái câu nói có thể ban đầu là vô tình nhưng về lâu dài nó có thể gây ra một cái hậu quả cụ thể bằng cả là sinh mạng, gồm luôn cả những cái tôn giáo là lớn. Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Minh Nhật. Nói đến hậu quả đó thì tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho cả bốn vị khách mời, đó là vậy thì cái hậu quả về mặt xã hội rộng lớn ở Việt Nam đó, cái hệ lụy đối với toàn xã hội từ cái chính sách tuyên truyền thù hận, tuyên truyền phân biệt đối xử này nó là như thế nào? Dựa trên cái sự quan sát cũng là trải nghiệm của quý vị thì cái hậu quả về mặt xã hội là gì? Lâu dài cũng như là ngắn hạn là gì? Không biết là các vị khách mời của chúng ta có quan điểm như thế nào ạ? Vâng, cho phép tôi có ý kiến về cái chuyện này. Tôi muốn trước khi trả lời đưa thêm một cái khía cạnh khác về cái việc mà dùng cái loại ngôn ngữ thù ghét. Là tôi thấy rằng là có một số các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào cái việc dùng cái loại ngôn ngữ thù ghét này đối với lại một số các cái tôn giáo khác, những cái tôn giáo mà không được nhà nước công nhận. Cái điều lạ là tôi thấy là những cái chức sắc tôn giáo này hoặc là cái tôn giáo của họ đó, thì trước đây họ cũng đã từng là nạn nhân của cái loại ngôn ngữ thù ghét này trước khi mà họ được nhà nước công nhận. Thì những cái chức sắc tôn giáo sau khi mà họ phê bình chỉ trích các cái tôn giáo mà mình gọi là tôn giáo lạ, những cái đạo lạ, những tôn giáo mới đó, thì họ đưa luôn cái lời kêu gọi chính quyền là phải xử lý các cái tôn giáo này. Và chính quyền đã dùng những cái loại phát biểu này để mà gây cái chia rẽ trong cái cộng đồng tôn giáo và biện minh cho cái tính chính đáng của các cái biện pháp tàn áp. Giờ nói cái hệ quả của cái việc dùng các cái biện pháp đàn áp hoặc là các cái ngôn ngữ thù nghịch, thì theo tôi cái việc thù ghét tôn giáo nó tùy thuộc vào cái chủ trương chính trị nhất thời. Nó thay đổi theo cái thời tiết chính trị. Nói chung thì nó cũng có một cái hướng chung là chính quyền rất là nghi ngờ đối với lại các cái tôn giáo. Thì theo cái nghiên cứu riêng của tôi thì tất cả những cái tôn giáo ở Việt Nam đều trải qua một hay là nhiều cái thời kỳ bị đàn áp hay là bị thù ghét. Những cái tôn giáo lớn như là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo hay là Cao Đài thì cũng chịu chung cái số phận này. Tôi nói thí dụ như là cái Tổng hội, Hội Thánh Tin lành miền Bắc là một cái tổ chức tôn giáo được công nhận sớm nhất ở Việt Nam, tức là khoảng năm 1957 đó, thì cũng có những lúc bị tấn công bằng ngôn ngữ thù nghịch vào trong cái thập niên 2000. Còn những cái tổ chức tôn giáo mà nếu mà nó đủ mạnh thì nó có thể nó đứng vững sau cái thời kỳ bị đàn áp. Nhưng có rất nhiều những cái tổ chức tôn giáo nhỏ nó đã bị hủy diệt. Thì chính quyền Việt Nam dùng một cái từ nó rất là miệt thị tôn giáo là xóa bỏ. Mình có thể hỏi là tại sao có thể xóa bỏ một cái niềm tin tôn giáo? Thì cái chủ trương mà xóa bỏ nó bao gồm rất nhiều những cái biện pháp mà quý vị diễn giả trước tôi đó thì cũng có nêu ra. Nhưng mà tôi thì tôi chia nó ra thành ra là hai nhóm. Một cái nhóm mà tôi gọi đó là biện pháp đàn áp cứng. Nó gồm có cái việc đốt nhà, phá các cái nơi thờ phượng, tấn công, giải tán các cái buổi cầu nguyện, bắt giam, rồi phạt tù, rồi thì hành hung, tra tấn và kể cả đánh chết người. Thì tôi cảnh báo rằng là quốc tế hiện nay rất là nghi ngờ về các cái trường hợp tôn giáo bị cáo buộc về các cái tội hình sự mà không liên quan đến cái hành vi. Cái việc mà lý giải cho cái việc bắt giam vì lý do tôn giáo hiện nay nó càng ngày nó càng khó thuyết phục được quốc tế, cho nên chính quyền Việt Nam hiện nay chú trọng nhiều hơn đến những cái biện pháp đàn áp tinh vi, nhưng mà nó vẫn có cái tính hiệu quả cao vì nó có cái tính bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống. Thì tôi gọi đó là cái biện pháp đàn áp mềm. Cái biện pháp đàn áp mềm nó gồm rất nhiều những cái biện pháp phức tạp, nó được kết hợp chặt chẽ với nhau với cái mục đích là siết chặt cái gọng kềm và dồn cái tiến đồ đó vào cái tình trạng phải bỏ đạo để mà cứu lấy cái mạng sống hay là thoát thân. Thí dụ như là họ dùng rất nhiều những cái biện pháp như là gọi hỏi, đe dọa, kiểm điểm trước quần chúng, kích động sự thù nghịch trong cái cộng đồng dân cư hay là trong cái cộng đồng tôn giáo, theo dõi, sách nhiễu gây khó khăn về mọi mặt, về cái mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế và hành chánh. Thì trong các cái buổi họp địa phương được tổ chức để mà tố khổ đó, thì nó nói rằng là vì có cái tổ chức bất hợp pháp nên địa phương không được cái danh hiệu là thôn văn hóa và do đó bị mất cái khoản hỗ trợ của nhà nước. Cái đó là họ tạo một cái áp lực giữa cái người dân cư đối với lại cái cộng đồng tôn giáo bị xem là bất hợp pháp đó. Các trẻ em thì không được cấp giấy khai sinh, bị thầy cô chỉ trích và thô bạo hơn nữa là bị bắt ký giấy bỏ đạo ở ngay tại trong lớp. Những cái hộ nghèo thì không được nhận cái tiền trợ giúp khi mà có thiên tai, khi mà muốn vay tiền để mà làm nhà hay là để mà nuôi gia súc. Tôi thấy ở một số nơi chính quyền họ không có từ nan bất cứ một cái biện pháp nào, dù đó là rất là dã man và vô nhân đạo. Ví dụ như có một cái người được khuyến khích nộp đơn để mà xin trợ cấp tiền làm nhà, rồi sau đó được thông báo là đã được xét duyệt cái tiền làm nhà đó và được đề nghị là nên đi mượn tiền để mua vật liệu. Sau đó thì công an xuất hiện và đặt điều kiện là họ phải bỏ đạo. Thì cái người đó nếu mà họ không chấp nhận bỏ đạo thì người này sẽ tự dưng mà mang nợ, mặc dù là họ ở trong cái diện mà gọi là hộ nghèo, tức là cái thành phần mà đáng được trợ giúp. Thế thành ra tôi thấy rằng là khi mà chính quyền dùng cái ngôn ngữ thù ghét để mà huy động dư luận, để mà chuẩn bị môi trường, để mà tấn công đó, thì những cái người dân và các tôn giáo rất là cẩn thận phải suy xét để xem rằng là các cái ngôn ngữ này nó có đúng hay không. Và nếu mà chưa có kiểm chứng được thông tin hay là không có cái nguồn thông tin đáng tin cậy thì không có nên a dua và tạo thêm những cái bất công đối với lại các cái nạn nhân. Dạ vâng, tôi muốn bổ sung thêm cái câu trả lời cho câu hỏi là những cái hậu quả, hệ quả hoặc là hệ lụy của cái việc mà ngôn ngữ kích động hận thù và bạo lực đó, thì chúng tôi thấy rằng nó có ít ra là có 6 cái hệ quả. Thứ nhất là ngay các cái cộng đồng hoặc là những chức sắc mà nằm trong cái tầm ngắm của chế độ thì họ bị cô lập, họ bị vây bủa bởi những cộng đồng ở xung quanh họ. Ví dụ như là ở giáo xứ Song Ngọc chẳng hạn, thì hội cờ đỏ bao vây và huy động những cái người dân ở cộng đồng xung quanh đó, các hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân tấn công và coi như đấy là một cái thành trì phản động chống đối lại nhà nước. Cái hệ quả thứ hai đó là phân hóa xã hội, nhóm này thù ghét nhóm kia. Người Tây Nguyên có thể là không bắt đầu có cái sự thù ghét nhắm vào những đồng bào Hầm Mông của mình đã phải di cư từ miền Bắc chạy xuống miền Nam sau các cái vụ mà đàn áp như ở Mường Nhé năm 2011 chẳng hạn, Mường Nhé Điện Biên, họ phải chạy xuống và họ phải vào trong rừng để mà sinh sống. Thì lập tức nhà nước lại có những cái nỗ lực để mà gieo rắc cái sự hận thù giữa nhóm này với nhóm kia, nó phân hóa xã hội. Cái thứ ba đó là bạo lực. Anh Trần Minh Nhật đã nhắc đến cái chết của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chỉ tay trực tiếp rằng đây là do nhà nước kích động ở đằng sau, nhưng mà chúng ta biết cái ảnh hưởng trong xã hội đó là nó có. Chẳng hạn như ở tại Hoa Kỳ sau cái vụ mà đại dịch mà nhiều người Mỹ, đặc biệt Tổng thống Trump gọi đây là cái dịch Vũ Hán, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà người Á Châu bị công kích, bị tấn công nó tăng lên đến 77%. Trong vòng 15 tháng từ tháng 3 năm 2020 cho tới tháng 6 năm 2021 là có 9.000 vụ bạo lực tấn công vào người Á Châu. Bởi vì cái đó nó tạo nên một cái tinh thần một đổ thừa cho một sắc dân, một nhóm dân nào đó, cho tất cả những cái hệ lụy mà trong xã hội phải gánh chịu. Một cái điều cũng hết sức là quan trọng đó là làm soi mòn đi cái tinh thần thượng tôn luật pháp. Việt Nam có luật chứ. Chẳng hạn như cái điều 34 của Bộ Luật Dân Sự năm 2015 nó quy định rất rõ ràng về cái quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm và uy tín. Thế nhưng trong một số trường hợp ở bên Cao Đài chẳng hạn, chúng tôi đã hướng dẫn cho những nạn nhân để lên tiếng yêu cầu nhà nước phải can thiệp áp dụng cái điều 34 này nhắm vào những cái trang mạng xã hội mà phỉ báng họ, nhưng mà nhà nước hoàn toàn lờ đi. Thậm chí kiện ra tòa thì quan tòa cũng hủy và nói rằng chúng tôi không có thẩm quyền. Thế thì ai là người có thẩm quyền ở đất nước này? Cái đó nó cho thấy rằng đây là một cái quốc gia là vô pháp, vô luật, đúng không ạ? Và trả lời cái câu hỏi lúc ban đầu đó là liệu rằng nhà nước Việt Nam ném đá giấu tay thì bây giờ quốc tế đối phó ra làm sao? Thực sự ra khi mà Việt Nam ký, đặt bút ký cam kết một cái công ước nào của Liên Hợp Quốc thì có 3 cái điều ràng buộc. Cái nghĩa vụ của họ, thứ nhất là phải tôn trọng, tức là chính mình, chính nhà nước không được quyền vi phạm. Còn cái quyền tự do tôn giáo, cái quyền tự do biểu đạt của người dân chẳng hạn. Cái thứ hai là phải bảo vệ, có nghĩa là không cho phép những cái nhóm khác vi phạm cái quyền của công dân. Thành ra dù rằng nhà nước đã ném đá giấu tay, đẩy qua hội cờ đỏ, đẩy ra qua nhóm này nhóm kia, thì vẫn có trách nhiệm, vẫn có nghĩa vụ đối với quốc tế là phải trừng phạt thủ phạm và bảo vệ công dân cho họ không có tránh né được. Và cái trách nhiệm, nghĩa vụ thứ ba là xiển dương, là phát huy cái quyền nằm ở trong cái công ước mà họ đã ký kết. Rõ ràng là Việt Nam vi phạm những cam kết quốc tế của Việt Nam đối với lại Liên Hợp Quốc. Và cái hệ lụy cuối cùng đó, và chúng tôi thấy như anh Vũ Quốc Dụng vừa nhắc đến là có một số các tổ chức tôn giáo trước đây cũng là nạn nhân, nhưng mà từ khi được sự công nhận của nhà nước, có một số ít lợi ích này kia thì họ lại lờ đi những cái chuyện lẽ ra họ phải lên tiếng, như là một tôn giáo lấy ví dụ là Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Bắc chẳng hạn. Họ hoàn toàn lờ đi sau khi mà chính tín đồ của họ ở vùng Thượng Du Bắc Việt bị đàn áp nặng nề. Nó dẫn tới cái vụ mà 7.000 người cầu nguyện chung ở tại Mường Nhé, Điện Biên bị đàn áp đẫm máu, nhưng mà Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Bắc hoàn toàn im ắng, không hề lên tiếng. Hoặc là người Tây Nguyên. Trước đây rất nhiều những người Tây Nguyên là tín đồ của Tổng hội Tin lành Việt Nam miền Nam. Nhưng mà khi họ bị tấn công, khi họ bị bắt hại thì tổng hội này lờ tịt đi cho đến ngày hôm nay. Thì cái điều này nó cho thấy rằng chính các vị lãnh đạo của các cái tôn giáo gọi tương đối lớn đó, họ không làm tròn cái nghĩa vụ của họ chỉ vì họ cần phải bảo vệ cái lợi ích nho nhỏ của họ. Và cuối cùng là cái vụ việc ở tại Vũ Bản mà Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, là Tổng Giám mục Hà Nội đó, đã đến làm lễ lần đầu tiên tại Vũ Bản thì lập tức có 2 cán bộ nhà nước đã xông vào nhà thờ, leo lên cái nơi mà linh thiêng nhất để mà giật micro và tuyên bố là giải thể, phải giải tán ngay, vân vân. Cái đó tại sao không hề có một cái động thái nào từ phía nhà nước để mà trừng phạt? Cái đó là một sự vi phạm vào cái quyền tự do tôn giáo, một cái ngày lễ trọng trong một cái buổi sinh hoạt tôn giáo hết sức là quan trọng như vậy. Thế ra rõ ràng là nhà nước đang gửi ra một cái tín hiệu rằng đối với các tôn giáo mà nhà nước không thích, không ưa thì có thể làm bất kỳ cái điều gì, dù rằng nó là vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như vi phạm các cam kết quốc tế về bảo vệ nhân quyền. Dạ vâng, không biết là hai vị khách mời còn lại có bổ sung gì đối với câu hỏi đó là với cái chính sách tuyên truyền thù hận đó, thì cái hệ lụy của nó đối với xã hội là gì ạ? Tôi xin bổ sung thêm một cái điều, và tôi xin nói là tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của thầy Dũng và lại của anh Thắng. Và có một việc mà nó rất là quan trọng, đó là từ những cái ngôn ngữ hận thù mà chính quyền sử dụng đó, thì nó cũng gây nên cái việc đó là công an đối xử với người dân không có nương tay. Tại vì những cái từ ngữ đó nó thực sự là một cái nguồn động lực để cho những cái người thực thi pháp luật không bao giờ nương tay với những cái người mà bị bôi nhọ bằng những cái ngôn ngữ thô bỉ như vậy của chính quyền. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói thêm về cái hồi nãy mà thầy Dũng đã trả lời, đó là nhiều trẻ em bị vô quốc tịch. Thì những cái người mà tín đồ trước đây đã từng đi tù hoặc là đang ở trong tù, thì những cái người mà sau khi mà họ đã mãn hạn tù, họ về rồi đó, thì những con em của họ mà họ sinh ra sau khi họ mãn hạn tù chẳng hạn, thì trên cái giấy khai sinh của họ sẽ không có được đề cập đến cái tên của người cha là cái người đã từng đi tù. Thì đó nó cũng là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Và cái người tù chẳng hạn, họ vẫn còn rất là trẻ, nhưng mà họ kết hôn sau khi mà họ ra khỏi nhà tù thì họ sẽ không có được đăng ký giấy kết hôn nữa. Thì nó cũng là một cái, nó cũng sẽ gây cái hệ lụy, đó là sau này con cái của họ được sinh ra thì sẽ không có thể nào mà đi làm giấy khai sinh được, tại vì cha và mẹ không có kết hôn. Thì nó là những cái sẽ xảy ra trong xã hội. Thì hồi nãy như tôi còn nói ngay ban đầu, thì cái việc mà từ những cái tin báo hay là từ những cái trang Facebook hay trang web thì thường là các cái bài đăng của cái người quản lý trang thì mình không biết liệu là những cái người này họ thuộc những cái bộ phận nào. Tuy nhiên thì những cái bài đăng của họ thì sẽ được chính quyền hoặc là những cái người khác họ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thì nó gây ảnh hưởng đó là cứ phải người theo đạo, đặc biệt là trong cộng đồng của người Tây Nguyên, cứ phải người theo đạo hoặc là người ED hay người Jarai gì đó trong cộng đồng Tây Nguyên thì sẽ bị kỳ thị và có những cái ánh nhìn rất là khác. Như anh Thắng có nói là có một cái cô bé mà gần đây thôi là vừa rồi tháng 1 bị giáo viên nêu lên trước cái ngày mà thứ hai chào cờ đó, thì nó gây cái tâm lý rất là nặng cho cái người học sinh này. Vâng, ông Trần Minh Nhật, rõ ràng là đạo Công giáo là một tôn giáo rất là lớn ở Việt Nam với số tín đồ lên đến nhiều triệu người. Vậy thì với cái việc mà chính quyền có cái chính sách đó là vẫn tiếp tục tuyên truyền phân biệt đối xử và hận thù như vậy đó, đối với một cái cộng đồng tôn giáo lớn như vậy đó, thì cái hệ lụy của nó đối với xã hội là gì thưa ông? Tôi nghĩ thế này, gần đây có cái vụ việc mà nó gây chấn động trong dư luận, đó là vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai. Cái vụ việc này đó, nó không phải chỉ được bắt nguồn từ những cái cá nhân đơn lẻ, mà nó được bắt nguồn từ chính báo chí của nhà nước. Sự vào cuộc của báo chí nhà nước dựa trên những cái tiếng nói của những người có ảnh hưởng. Chúng ta chưa cần vội xét xem là Tịnh Thất Bồng Lai có tội lỗi gì. Nhưng mà đối với một cơ sở tôn giáo có ảnh hưởng, chính họ ít nhiều bị cái tác động. Người ta bôi nhọ hoặc là tôi không minh hoan, bởi vì tôi hoàn toàn không biết về cụ thể cái sự việc ra sao. Tuy nhiên họ dựng ra những cáo buộc mà sau đó công an không truy tố, giống như là loạn luân hay này nọ. Thế thì nó có tác dụng gì? Nó làm cho cộng đồng nhìn vào đó với một con mắt kỳ thị. Họ dán nhãn cho một nhóm thiểu số tôn giáo mà họ không thích, và hậu quả thì là cuối cùng là nhà nước vào cuộc theo cái sóng của dư luận. Còn Công giáo đó, nó có những cái hệ lụy mà bản thân tôi là tôi thấy đó là nó gây ra những cái sự chia rẽ này, nó gây ra cái sự mất tin tưởng, nó làm cho một cái cộng đồng nghi ngờ từ to tới nhỏ. Và ngay trong Công giáo, kể cả một linh mục vẫn có thể bị trở thành nạn nhân của những cái tố cáo, những cái vu khống, những cái mạ lị dù không có căn cứ, nhưng họ biết khai dụng, họ biết khai thác cái cơ chế vận hành của tôn giáo đó, thì ngay kể cả đối với các cái lãnh đạo tinh thần vẫn có thể bị chế tài, dù đó là những cái điều hoàn toàn không có căn cứ. Thì tôi thấy có rất nhiều những cái hệ lụy liên quan mà đến kể cả là một tôn giáo có hàng triệu tín đồ thì vẫn rất dễ dàng trở thành nạn nhân, mà nạn nhân không phải của chế độ, của đám đông, nạn nhân của chính mình, tự kiểm duyệt chính mình, tự bịt miệng mình và tự hạn chế đi cái khả năng nói những tiếng nói nó mang tính rõ ràng, trung thực trong các cái vấn đề xã hội hoặc là những cái tôn giáo bạn. Là tôi thấy như vậy. Dạ vâng. Vậy thì có lẽ là một trong những cái câu hỏi quan trọng nhất còn lại đó là làm thế nào để chấm dứt cái tình trạng này? Như việc tổ chức BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đồng khởi xướng cái lá thư gửi cho Tổng thống Mỹ để mà yêu cầu Hoa Kỳ đặt vấn đề này với chính quyền Việt Nam. Thế nhưng mà ngoài việc đó là kêu gọi nước ngoài, cộng đồng quốc tế can thiệp, vậy thì đối với bản thân những tín đồ theo các cái tôn giáo ở trong nước mà đang phải chịu đựng cái chính sách này đó, thì theo các vị khách mời họ có thể làm gì? Dạ vâng. Chúng tôi xin bắt đầu trước. Thứ nhất là chúng ta cần phải đưa cái vấn đề này lên để trở thành một cái tâm điểm của sự chú ý ở trong nước cũng như của quốc tế, bởi vì nó vẫn xảy ra, không phải mới đây, càng ngày càng được nhà nước Việt Nam sử dụng cái biện pháp này để chúng tôi gọi là ném đá giấu tay nó nhiều hơn, chứ không phải là chỉ mới bắt đầu đâu. Nhưng mà nó càng ngày nó càng gia tăng, thì chúng ta đã đến lúc cần phải nêu lên trong cái tâm thức của người dân ở trong nước, của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và của quốc tế. Cái thứ hai đó là chúng tôi thực sự là đã bắt đầu làm việc với Liên Hợp Quốc về cái lĩnh vực này, bởi đây thực sự là một cái vấn đề được quan tâm của Liên Hợp Quốc cũng như là của chính phủ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. cái hiện tượng dùng những cái ngôn ngữ hận thù, kích động hận thù, đó là một cái mối quan tâm lớn hiện nay. Chúng ta có thể khai thác cái sự chú ý của quốc tế hiện nay. Riêng cái bộ phận, một cái bộ phận đặc biệt của Liên Hợp Quốc có cái trách nhiệm là theo dõi cũng như can thiệp. Họ có thể làm việc trực tiếp với lại những cái tổ chức, công ty như là Facebook, như là Google, như là Twitter để yêu cầu tháo gỡ những cái bài phát biểu mà có mang cái tính cách kích động và bạo lực. Nhưng mà chúng tôi chưa đủ cái năng lực để mà đi thu gom hết tất cả. Chúng tôi chỉ mới, chẳng hạn như trong thời gian gần đây thì riêng đối với người Tây Nguyên thì trong một năm thôi là năm 2021 thì đã có trên 100 các cái thông điệp kích động hận thù mà chúng tôi gom góp được, thu gom được. Và trong đó không phải chỉ là đến từ người dân, từ những cái tổ chức gọi là quần chúng tự phát, mà thực sự ra có cả những cái kênh chính thức của nhà nước như là An Ninh TV chẳng hạn. Thì họ có rất nhiều những ngôn ngữ như là nói về người Tây Nguyên thì nói rằng những tín đồ mông muội, âm mưu thâm độc. Nói về Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ thì là âm mưu thâm độc của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ. Đấy là những cái tựa ở trên cái kênh của công an là An Ninh TV, hoặc là đối với lại Dương Văn Mình là bản chất chống phá của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong cái chương trình gọi là Góc Nhìn Sự Thật. Những việc làm sai trái luật pháp luật của Dương Văn Mình và đồng bọn, thì những cái điều, những cái trang mạng, những cái thông tin đấy chúng ta cần phải vận động để mà các cái trang YouTube chẳng hạn phải gỡ bỏ. Thì cái đó thực sự nó có một cơ chế hiện nay có sẵn ở trong Liên Hợp Quốc, chúng ta cần phải hợp tác với họ để yêu cầu gỡ bỏ. Cái biện pháp thứ ba đó như tôi có nhắc đến hồi nãy là đối với một số trường hợp mà họ đủ bản lĩnh thì chúng tôi hướng dẫn cho họ làm những cái đơn kiện ra tòa, và nếu như tòa không xử thì kiện luôn tòa án là đã vi phạm, không tuân thủ ngay luật pháp Việt Nam. Nó sẽ chẳng tới đâu, người ta nghĩ rằng cái này con kiến mà kiện củ khoai à. Không, chúng tôi giúp cho họ leo thang đến tận Hà Nội, tức là tòa án tối cao. Nếu như tòa án cấp dưới mà không xử, khi mà đến Hà Nội rồi thì chúng tôi có thể huy động quốc tế nhập cuộc, bởi quốc tế chỉ làm việc với chính phủ trung ương thôi. Thì lúc đó chính phủ trung ương không thể nói rằng chúng tôi không hề hay biết cái chuyện làm sai làm bậy ở cấp địa phương, bởi nó đã được leo thang đến tận trung ương. Thì đấy là một số cái cách mà chúng ta có thể làm được. Và cuối cùng là phải tạo cái áp lực đối với lại chính những vị lãnh đạo của các tôn giáo lớn nhỏ cần phải lên tiếng, bởi đây là một vấn đề về lương tâm, đây là vấn đề về xã hội, nó hoàn toàn nằm trong cái phạm vi trách nhiệm của các vị lãnh đạo tôn giáo phải lên tiếng. Vâng, cho tôi có ý kiến. Dạ vâng, xin mời ông Vũ Quốc Dụng ạ. Cái ngôn ngữ thù ghét nó là một cái hiện tượng xã hội. Thành ra cái cách mà đối phó hữu hiệu nhất đó là xã hội, toàn xã hội phải đối phó với nó. Nếu mà cái loại ngôn ngữ thù ghét như là tôi nói lúc nãy mà nó không bị phản bác mà nó còn phổ biến thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành bình thường và nó sẽ trở thành ra một cái định kiến. Thành ra ở đây đó, cái việc phản biện xã hội nó là rất là quan trọng. Thế thì ai sẽ là cái người phản biện? Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái người nào mà có quan tâm đến vấn đề tôn giáo hay là nói chung là đến cái vấn đề là gây những cái hiềm khích, những cái thù hằn ở trong xã hội thì đều phải có cái trách nhiệm phải lên tiếng. Và nếu mà muốn phản biện, tôi thấy mình phải có cái ý thức. Cái ý thức này nó nằm ở mỗi người dân, ở mỗi tín đồ, ở mỗi chức sắc. Và cái quan trọng nhất là phải có một cái ý thức rất là rõ ràng về cái quyền tự do có một cái tôn giáo hay là một cái niềm tin tự trọng. Phải ý thức rằng là đó là một cái quyền tuyệt đối bất khả xâm phạm. Cái thứ hai đó là nói rằng là một cái quốc gia nó cần phải có luật, nhưng mà cái luật đó nó cũng phải có một cái sự hợp lý nào đó. Ở đây chúng ta đang nói đến cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Một trong những cái cản trở lớn nhất ở trong cái luật tín ngưỡng tôn giáo là cái định nghĩa về tôn giáo và tín ngưỡng. Thí dụ như là cái luật này nó định nghĩa tôn giáo phải bao gồm đầy đủ các cái yếu tố là đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi, rồi tổ chức tôn giáo. Thế nếu tổ chức tôn giáo nào mà nó không có đầy đủ các yếu tố này thì nó không được xem là tôn giáo. Và cái định nghĩa này nó xa rời cái thực tế ở Việt Nam, xa rời cái lịch sử, cái văn hóa của Việt Nam. Tại bởi vì Việt Nam là một cái nơi nó hội tụ của rất nhiều những cái luồng tư tưởng và cái luồng văn hóa Và từ đó nó phát sinh ra rất nhiều những cái đạo. Cái đạo có nghĩa là một cái quan niệm, một cái con đường, một cái quan niệm sống tốt. Và nhiều khi những cái đạo đó nó chưa phát triển. Nhiều đạo ở Việt Nam nó xuất hiện và sau đó thì nó biến mất một cách rất là tự nhiên, theo cái nhu cầu tâm linh hay là theo cái dòng thời gian mà nó không cần phải chính quyền can thiệp vào. Thành ra bắt cái đạo nó phải có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, tổ chức là nó xa rời với cái thực tế Việt Nam. Thành ra nếu ai mà chấp nhận rằng là tôn giáo là nó phải có đầy đủ các cái điều kiện như vậy thì dễ chấp nhận rằng là có những cái đạo ở tại Việt Nam nó không đủ điều kiện như vậy thì nó là tà đạo. Thành ra chúng ta hiểu rằng là nhiều đạo ở Việt Nam họ không cần phải có những cái định theo các cái tiêu chuẩn như thế, nhưng mà họ vẫn cần được tồn tại như là cái đạo. Cái đó là cái việc tôn trọng một cái quyền tự do tôn giáo, một cái quyền tự do về tâm linh mà đó là một quyền tự nhiên của con người. Nếu mà chúng ta không ý thức được rằng là chúng ta có những cái quyền rất là tự nhiên như vậy thì chúng ta sẽ khó mà chúng ta bảo vệ cho cái quyền tự do của người khác cũng như là của chính mình. Tôi xin phép có vài lời. Tôi nghĩ là hai cái phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và ông Vũ Quốc Dụng nó tổng quát, và tôi muốn đi đến một cái chi tiết nó nhỏ và cụ thể là giống như các cái nền tảng mạng xã hội đó. Thường thì chúng ta chờ được các cái cơ chế lớn đó, thì nó tốt và nó hiệu quả về mặt pháp lý, về mặt này mặt kia, nhưng mà thường là nạn nhân họ đã phải trải qua một cái thời kỳ rất dài của việc bị tra tấn về mặt tinh thần hoặc là bị sỉ nhục. Thế thì đối với những người là nạn nhân hoặc những người là nhìn thấy cái hiện tượng đó, với bản thân tôi ngay lập tức tôi có thể báo cáo ngay với các nền tảng cụ thể như là Facebook. Chúng ta biết cách báo cáo đúng loại hình, đúng cái tội danh mà những người đó, mà cụ thể ở đây là kích động thù hận nhắm vào một cái đối tượng thiểu số, thì dường như với các nền tảng ngay lập tức có thể họ sẽ sử dụng một người chưa đủ thì 10 người với số lượng báo cáo đông như thế, thì có thể là cái tài khoản đó sẽ bị một số cái biện pháp như là khóa hay là xóa, hoặc thậm chí có thể là sẽ mất. Nhưng mà nó vẫn chỉ là mang tính nhỏ lẻ. Dù vậy cũng không nên bỏ qua những cái biện pháp đó đối với về mặt trước mắt, nhưng mà về mặt lâu dài. Chẳng hạn tôi lấy cái điển hình đó là YouTube và Facebook, họ có một cái kênh có những cái kênh liên lạc riêng. Nếu như chúng ta có network, nếu như chúng ta có những cái tổ chức hoặc là công ty đăng ký partner với họ, đăng ký thành viên với họ, thì có những cái kênh để mà xử lý. Và không chỉ như vậy đấy, nếu mà có một số cái biện pháp kỹ thuật thì ít nhất về mặt là trước mắt có thể giảm thiểu được những cái tác động lây lan, cái tác động truyền thông nhắm vào những cái nạn nhân. Nhưng mà nói thì nói vậy, những cái biện pháp tổng thể hơn, đặc biệt là cái sự vào cuộc của nhà cầm quyền, nó mới có thể có cái chế tài mạnh mà hoặc là có được cái sự giảm thiểu. Chứ còn các cái nạn nhân mà vốn họ là bị nhà cầm quyền soi xét, bị nhà cầm quyền nhắm tới đó, thì thường tiếng kêu rất là yếu, và không có những cái cơ chế quốc tế hay là những cái cơ chế quốc gia hỗ trợ thì họ thường là chịu thiệt thòi rất là lâu dài. Còn tôi thì tôi cũng có những cái ý kiến riêng của mình. Tuy nhiên thì cũng chỉ là một phần nhỏ để nó bổ sung thêm thôi. Tôi cũng biết rằng là những cái người mà họ không có sự hứng thú về tôn giáo chẳng hạn, hoặc là họ không đi theo một cái tôn giáo nào đó, mình lấy cái ví dụ thực tế đó là những cái người thực thi pháp luật, ví dụ như trong đó là có các công viên chẳng hạn, thì tôi cũng có góp ý kiến đó là nếu mà ví dụ như là những cái các cái tòa lãnh sự của nước ngoài mà đang có cái cơ sở ở Việt Nam có thể mở những cái chương trình đào tạo về luật tự do tôn giáo cho những cái người mà thực thi pháp luật, để họ có thể biết được là những cái hành động của họ mà chống lại tôn giáo là sai lầm, và những cái người mà đi theo một cái tôn giáo nào đó họ không phải là những cái đối tượng để mà công an phải nhắm mục tiêu, mà họ không phải là những cái người mà có những cái tư tưởng đó là lật đổ chính quyền chẳng hạn như thế. Cái thứ hai là những cái người mà hoạt động, hoặc là những cái, tôi chỉ nói đến cái cộng đồng của mình nói riêng thôi, là cũng có một số những cái người mà đang đang ở bên ngoài đó, nhiều khi họ cũng họ mang cái gọi là cái hatred, cái hận thù ở trong cái nội tâm của họ sẵn rồi, thì những cái việc mà họ nói hay là những cái mà họ phát biểu thì nó thường đó là họ thường dùng những cái từ ngữ hoặc là những cái bài nói mà làm cho cái người ở trong nước cảm thấy ghét cái chính quyền nhiều hơn là thông cảm với những cái người thực thi pháp luật chẳng hạn. Thì những cái người ở bên ngoài cũng nên sử dụng làm sao đó mình cũng công tâm để mình nhận xét một cái sự việc xảy ra trong cái cộng đồng của mình. Chẳng hạn như là cái sự việc xảy ra mà nó không liên quan đến tôn giáo thì mình không có thể nào mà nói là nó liên quan đến tôn giáo. Và cũng có một số người ở bên ngoài, chẳng hạn như là họ đưa những cái thông tin ở trên mạng xã hội và họ nói đó là do chính quyền hoặc là công an giết, nhưng mà thực tế thì cái vụ việc đó nó không có liên quan đến chính quyền hoặc là công an. Thì những cái người ở bên ngoài họ cũng không có nguồn thông tin nhiều thì mình cũng thông cảm cho họ, và họ chỉ nghĩ đó là chính quyền làm. Thì từ những cái bài viết đó của họ thì nó cũng sẽ có những cái gọi là cái nó nảy lửa trong cái người dân, thì người dân sẽ ghét chính quyền và những cái hận thù nó sẽ kéo dài. Thì tôi cho rằng đó cũng là một trong những cái mà mình cần phải chấm dứt, và mình nói những cái sự việc nào mà nó xảy ra sự thật trong cái cộng đồng của mình. Dạ vâng, cảm ơn bà. Trong số các vị khách mời của chúng ta, không biết là có vị nào có muốn bổ sung bất cứ một thông tin hay ý kiến, quan điểm gì không ạ, trước khi chúng ta kết thúc cuộc hội luận ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng, chúng tôi chỉ cầu mong rằng qua cuộc hội luận này chúng ta bắt đầu dấy lên một cái sự quan tâm đồng nhất ở trong xã hội Việt Nam, và những người quan tâm đến những cái diễn tiến ở Việt Nam, dù rằng đó là những người đang không ở trong đất nước Việt Nam, để rồi chúng ta cùng nhau đối phó với một cái hiện tượng nó đã kéo dài nhưng càng ngày nó càng nghiêm trọng, và chúng ta không thể nào mà lờ đi được. Và như anh Vũ Quốc Dụng có nói, đây là một vấn đề xã hội và toàn xã hội phải nhập cuộc để mà đối phó. Những người dân là nạn nhân cũng phải, đương nhiên họ phải có những phản ứng để mà tự bảo vệ, và đòi hỏi cái sự bảo vệ từ phía chính quyền. Về mặt chính quyền cũng cần phải được sự áp lực của quốc tế, và những người có năng lực thì có thể làm việc trực tiếp với lại những cái kênh như là YouTube, Facebook, Twitter v.v. để mà yêu cầu họ phải tháo gỡ tất cả những cái lời mà phát biểu hận thù mà đăng ở trên cái kênh của họ. Và những cái người mà làm truyền thông cũng hết sức là quan trọng, ví dụ như bên Đài Á Châu Tự Do, như đài BBC, đài VOA, và cô H Biap Krong có nêu lên một cái khía cạnh rất quan trọng, đó là chúng tôi để ý thấy và cũng được biết rằng là ngay chính những cộng đồng mà đang bị nằm trong tầm ngắm của cái ngôn ngữ hận thù đó, thì chính họ đôi khi cũng sử dụng ngôn ngữ mà kích động, cái sự phản ứng ngược lại đấy, cũng mang tính cách là gây nên cái tinh thần thù nghịch. Ví dụ như những người Tây Nguyên cũng dùng những ngôn ngữ đối với người Kinh đấy, như là một kẻ thù chẳng hạn. Thì cái đó là cái điều không nên. Toàn xã hội chúng ta cần phải tự xét lại mình và cùng nhau thúc đẩy để mà đối phó với lại cái hiện tượng xã hội càng ngày nghiêm trọng, mà rất tiếc là nhà nước lại đang đứng ở đằng sau, có cái sự bảo kê của nhà nước ở đằng sau. Bởi rất rõ ràng là trong tất cả các cái thành viên của Hội Cờ Đỏ đã bị phanh phui rất nhiều lần, quốc tế đã lên tiếng, có một thành viên nào của Hội Cờ Đỏ bị điều tra và truy tố và xử phạt chưa? Hoàn toàn chưa. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả 4 vị khách mời đã tham dự cuộc hội luận ngày hôm nay. Đến đây thì tôi xin được kết thúc cuộc hội luận của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.